cũng LV nhưng con này nó là màu ghi này. Không, cái này phải thấp xuống cho mấy xem được không? Để... không cần. Không cần. Cái này cao quá. Đấy. Thôi thì có người gọi cho chị rồi. Em bảo. Để giữa. Đấy. Anh ngồi cao ghế lên anh. Để. Hết cỡ rồi. Đây rồi. Anh em vào chia sẻ cả nhà cho đông người xem tí, quay túi cho mọi người xem nhỉ. Túi đẹp lắm mọi người ạ. Túi này hơn cả chủ tịch. Đấy, bạn nào mà yêu con màu ghi này nhá thì ok nhá. Chú ơi cho cháu xem túi Gucci sau ok. Đây, hạn này cho bạn xem con Gucci luôn nhá. Đấy. Túi này 580k bạn nhá. 580k nhá. Mình là em gái anh Dũng nha, bạn Tuấn nha. Thì ông hút ghê quá, nhăn người hên bao thuốc xong lại hút cả mép nữa. Sợ thật, ông hút kinh thật. Hút mấy ngày ra nốt tuần này ông bỏ. Hút cái kia đi, hút đi bếp kìa. Xong rồi hút sợ thật. Em mà bỏ cháu bây giờ hút thuốc lá đâu. Có kem dây đeo bác nhá. Có kem dây đeo chéo không chú có hết nhá, cả bộ nó trong này nhá. Túi tiếc hộp đây này, như ong luôn, nói chung là không thiếu một cái gì luôn. Có thể bạn đeo dây đeo và có thể bạn xách tay cũng được. Vừa đeo vừa xách nhé bạn nhé. Con này có tô thì quá đẹp luôn, xách xuống là hơi khệnh khạng. Nói chung hơn củ ở nhà mình là giày, túi, thắt lưng, quần áo, toàn đồ đẹp. Chỉ có hơn củ thôi. Sắm mọi người sắm từ đầu đến chân luôn. Ok, ok bạn Nguyễn Đình Cương, bán chịu cho em, ok em. Em chào chị Nga. Chị Nga Tây. Mạnh Dũng gì? Nhậu đi. Sai tên rồi, mình Dung, tên là Dung mà. Dung. Đấy, để quay cho các bạn xem tất cả những cái mẫu túi này, nói chung là nhà mình bán thì hay dở để mọi người đã mua rất nhiều rồi, mọi người trả lời thôi chứ mình không nói. Kể bảo hành giá luôn. Ok bạn Thu Nga Thái nhá. Tẹo anh em sang anh Dũng mua mấy bộ nhé. Thọ Công. Ok sang anh uống nước nhá. Em chào anh Lương nhá. Sang bác về anh em hỏi thắt lưng đẹp quá bác ạ. Nguyễn Tùng sáng đẹp quá. Đẹp lại rẻ thế nhờ. Đấy. Sang nhà mình khi lại giá lại rẻ. Lại chỉ có thắt lưng lại chỉ có 200k thôi. Đấy. Bạn nào sang nhà mình lấy chỉ thế thôi. Đúng rồi, Dung Bống đây bạn ơi. Dung Bống đây. Dung ơi, anh yêu em. Ok Dung Ngô. Chốt đơn. Giá rẻ, ok Nguyễn Tùng đấy, giá nói chung là không phải cái đen chú kẻ. Ơi. Đấy này à. Không, đó, Gucci có mỗi cái. Gucci thì có mỗi cái này thôi. Gucci có mỗi cái này thôi. Đây là Gucci. Xong, quả này là quả này là quả đi thu họ. Quả này là thu họ, quả này đây đây lại 600 cơ. Đây em đeo luôn. Ở đấy, Dung Bống đang đeo đấy. Đeo luôn một cổ ơi. Đi thu họ, quả này đấy. Anh em đi thu họ. Đẹp không hả mọi người ơi. Ok bạn Phan cứng. Nói chung là quả đi thu họ này thì hết nước chấm anh em ạ. Ok Hùng Lê nhá. Cái chất của nó đẹp. Tất cả hàng em thì... một chiếc thắt lưng nhé đại ca. Ok Quang bạn lấy cái nào thì bạn ebook đi xong rồi bạn gửi cho mình cái mẫu đấy. Nhiều mẫu lắm. Dung Bống làm gì? Không đọc comment đấy. Thần Dược ơi, mình nói thì cho tình cảm đi em ơi. Nói em sao để cho mọi người khác kia cũng tôn trọng quý em. Chứ em không phải chặn. Bây giờ em nói như thế tự dưng những người khác người ta nói em không ra cái gì thôi đúng không? Nhà anh em mình có cái gì hay là hận thù nhau đã đành đúng không? Có miễn phí ship nhá. Tất cả miễn phí ship hết các bạn nhá, bất kể sản phẩm gì nhà mình nhá. Phan Cường đại ca xin chào. Để luôn tên. Thế nên là bạn đừng nói linh tinh đấy nhá. Đấy tự dưng nó lại sập phát nhỉ. Thế nhỉ.